Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương. Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã chính thức được thành lập do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng ban. Đây được xem là quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là một điểm mới tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đề án được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là sẽ góp phần khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh, phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng như cán bộ đảng viên và toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Theo tinh thần tôi cũng đã nhiều lần nói rồi, trên dưới phải đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt. Ngay sau khi hội nghị Trung ương 5 kết thúc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thông tin nhanh kết quả hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đồng thời khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về nhiệm vụ, một là tham mưu đề xuất xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương. Thứ hai là xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Thứ ba, chỉ đạo đôn đốc, điều hòa phối hợp, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Bốn, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực, những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật để kiến nghị yêu cầu khắc phục hoàn thiện. Theo đó, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng ban, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm phó trưởng ban. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh làm phó trưởng ban thường trực. Đây là một trong những cái ban phòng chống tham nhũng mà người dân chúng tôi rất kỳ vọng vào để chúng ta kiểm soát trong quá trình cán bộ thực thi hành công vụ và cũng những vụ kiểm tra, điều tra, xét xử những vụ án lớn để mang lại cái lòng tin nhân dân đối với chính quyền của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện cái phòng chống tham nhũng. Theo đánh giá, việc hình thành hệ thống ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tạo được khí thế tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt trong công tác này, dù rằng còn nhiều thách thức. Phải lấy cái hiệu quả hoạt động, lấy cái sự hoạt động trong sáng lành mạnh của ban chỉ đạo cấp tỉnh làm thước đo, làm tiêu chí, đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Báo cáo đồng chí là thành lập ban chỉ đạo thì thứ nhất là không làm phát sinh ra bộ máy và biên chế mới. Cái thứ hai nữa là không chồng chéo và không làm thay chức năng của các cái cơ quan đơn vị như là ban nội chính, ủy ban kiểm tra rồi các cái cơ quan chức năng hoạt động trong lĩnh vực tố tụng. Sẽ cần nhiều thời gian để chứng minh hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn chưa bị đẩy lùi và còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là rất cần thiết vào lúc này, góp thêm cánh tay nối dài của Trung ương về phòng chống tham nhũng.